Cuộc chiến LS DeFi đang ngày càng nóng hơn bao giờ hết khi mà các giao thức mới đang liên tục được ra đời ngày một nhiều. Và nếu như anh em đang tìm một giao thức liquid staking uy tín giúp tối đa hóa lợi nhuận staking của anh em, thì trong video ngày hôm nay, Irene sẽ chia sẻ và review cho anh em về StakeStone, một dự án vừa mới được đầu tư bởi Binance Lab và OKX Venture. Vậy thì dự án này có gì đặc biệt? Anh em hãy cùng theo dõi trong video ngày hôm nay nhé! Rồi, đầu tiên thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu xem StakeStone có những điều gì đặc biệt. Như mình đã chia sẻ thì StakeStone là một giao thức on-chain liquid staking được phát triển nhằm cung cấp giải pháp staking và restaking cho các layer 2. Kể từ khi ra đời cho đến nay thì TVL của giao thức StakeStone đã tăng trưởng rất là mạnh mẽ và đã có lúc là đạt được con số lên đến hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Không giống như những giao thức LSD DeFi khác thì StakeStone đưa ra một khái niệm mới là LSDB, tức là Liquid Staking Derivatives Basket. Khi mà người dùng stake ETH ở trên giao thức này thì sẽ nhận về LST có tên là Stone. Khái niệm này thì nhằm mục đích là đem đến lợi nhuận stake ETH cao hơn so với các tài sản đơn lẻ như là ST ETH chẳng hạn. Điều này thì sẽ đạt được bởi vì dự án đã tận dụng rất là nhiều nguồn doanh thu và tài sản chất lượng cao, ví dụ như là ở trên Maverick này, Lido hay là Curve Finance vân vân. So với các LST khác thì Stone tương thích hơn với các tài sản cơ bản, khiến cho nó trở thành một cái lựa chọn hấp dẫn cho các anh em thường xuyên farm ở trên DeFi. Để nhận được Stone này thì anh em sẽ cần phải staking ETH của anh em. Sẽ có hai lựa chọn với đồng Stone này là anh em có thể, thứ nhất là anh em có thể tiếp tục lock Stone để có thể nhận về GNFT. Hiện tại thì dự án vẫn chưa công bố use case của GNFT này, thế nhưng mà theo Irene thấy là chúng có thể sẽ có những use case khá là tiềm năng ở trong tương lai. Cách thứ hai là anh em có thể tiếp tục sử dụng Stone này để tăng lợi nhuận từ việc là khai thác thanh khoản hay là lending mint stablecoin, hay gọi là StoneFi đó anh em. Tiếp theo là về một số khái niệm mà anh em cần quan tâm khi mà sử dụng giao thức StakeStone. Thứ nhất là Stone. Stone thì là một non-rebase ERC20 token có cơ chế sinh lời thì khá giống WST ETH của Lido. Non-rebase thì có nghĩa là số dư Stone ở trong ví của anh em thì sẽ không tăng. Tuy nhiên là giá trị của Stone theo ETH thì sẽ tăng lên do là lợi nhuận staking của ETH được tích lũy lũy tiến. Ví dụ nhá, nếu như một người dùng A chẳng hạn gửi 50 ETH để lấy 50 Stone, nếu như một năm sau giá trị của một Stone này trở thành 1,04 ETH thì người dùng đã có thể rút 52 ETH từ số stake Stone bằng 50 Stone. Ngoài ra thì Stone này cũng là một OST, tức là một Omnichain Fungible Token được phát triển dựa trên cái công nghệ của Layer 0. Tính năng này thì cho phép Stone sẽ được di chuyển qua lại dễ dàng giữa các blockchain khác nhau một cách liền mạch hơn. Khái niệm thứ hai là StoneFi. Khi mà Stone được chấp nhận một cách rộng rãi thì StoneFi sẽ trở thành một thị trường phân phối thanh khoản kết nối các cái giao thức và nhà cung cấp thanh khoản. Những người nắm giữ Stone này thì có thể gửi token cho các nhóm dự án như trên hình để có thể kiếm lợi nhuận, ví dụ như là các nhóm DEX, Market Maker hay là các giao thức cho vay hay là CDP, Stablecoin hoặc là các sản phẩm phái sinh khác. Mô hình của StoneFi thì sẽ được xác định thông qua mô hình là VE, tức là Voting Escrow, tức là voting dựa trên lượng ký quỹ. Thứ ba là OPAP Stake. Stone thì là một dự án tiên phong trong việc cung cấp các giải pháp liquid staking thông qua cơ chế là OPAP. OPAP thì là giải pháp phi tập trung được dùng để tối ưu hóa lợi nhuận staking. Giải pháp này thì sẽ gồm hai phần. Thứ nhất là tối ưu hóa danh mục, tức là thêm các cái chiến lược kiếm lợi nhuận mới. Và thứ hai là tối ưu hóa phân bổ, tức là thay đổi tỷ lệ ETH giữa các chiến lược để kiếm lợi nhuận khác nhau. Tiếp theo là về mô hình hoạt động của StakeStone thì Irene sẽ để một cái mô hình ở trên màn hình cho anh em xem. Mô hình này thì được vận hành bởi 4 yếu tố, bao gồm là thứ nhất là StakeStone Vault, thứ hai là Minter, thứ ba là Strategy Pool và thứ tư là OPAP. Rồi cuối cùng thì Irene sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng StakeStone cũng như là cách anh em có thể stake tài sản vào trong dự án này để có thể kiếm lợi nhuận nhé. Bước 1 thì anh em truy cập vào đường link mình sẽ để trên màn hình và phía bên dưới phần mô tả và bình luận. Bước thứ 2 thì anh em chọn Connect Wallet để có thể kết nối ví EVM của anh em. Bước thứ 3 là anh em chọn vào mục Stake. Và bước thứ 4 là anh em hãy nhập số lượng ETH mà anh em muốn stake vào đây. Bước thứ 5 thì anh em hãy chọn Deposit và xác thực giao dịch ở trên ví để có thể hoàn thành. Sau khi anh em deposit xong thì trên màn hình sẽ hiển thị cái số lượng ETH mà anh em đã lock cũng như là số lượng Stone mà anh em có thể nhận lại được.
Dự án này thì được back bởi OKX Ventures cũng như là Binance Lab, cho nên là mình hy vọng là token của dự án này sẽ sớm được list ở trên các sàn này. Ok, để tổng kết lại thì vừa rồi mình đã chia sẻ cho anh em về giao thức Stakestone, một giao thức LSDFi với những ý tưởng mới và mục tiêu cost chain, cũng như là giúp anh em tối ưu hóa được việc sử dụng vốn của anh em ở trên DeFi. Dự án này thì có những cái điểm khá là sáng về mặt ý tưởng, thế nhưng mà hiện tại thì vẫn còn khá là mới, cho nên là đây là cơ hội để anh em có thể trải nghiệm thử dự án ở trên phiên bản mainnet, cũng như là anh em có thể đợi để meme ra GNFT, có thể sẽ có khá nhiều use case hữu ích ở trong tương lai. Hiện tại như anh em có thể thấy là cuộc chiến LSDFi đã nóng hơn bao giờ hết, cho nên là hãy cùng nhau theo dõi thêm để tìm kiếm các cơ hội đầu tư nhé. Nếu như anh em quan tâm đến những dự án khác thì cũng có thể comment tên của dự án mà anh em quan tâm ở phía bên dưới. Irene sẽ làm những video để chia sẻ, phân tích cũng như là review thêm cho anh em. Tất cả những đường link quan trọng thì mình sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả và bình luận cho anh em nhé. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share cũng như là subscribe cho Coin68TV. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!